Chuyện thứ hai, đi thăm thầy. Lúc Đức Thầy đang bị người Pháp lưu cư ở Bạc Liêu, có một lão tín đồ đến thăm Ngài, hàn huyên giây lát. Đức Thầy hỏi ông ấy, ông xuống thăm thầy tốn hết bao nhiêu tiền? Ông ấy đáp, dạ, độ 5-7 đồng thưa thầy. Đức Thầy bảo ông, từ nay ông khỏi phải vất vả khó nhọc đi thăm thầy như vậy nữa. Nếu muốn thăm thầy, ông dành dụm đủ số tiền xe, rồi ra bàn thông thiên vái. Thưa thầy, con nhớ thầy muốn đi thăm, nay con đã dành đủ số tiền lộ phí rồi, xin thầy chứng cho, rồi đem tiền ấy bố thí cho kẻ tàn tật, lỡ đường, đói rách, thầy sẽ chứng cho. Luận giải, phương pháp đi thăm thầy này tiện cả đôi đường, qua thời gian dài càng thấy tính khả thi cao. Ngày xưa đi thăm thầy đông đảo tốn kém, cho mỗi người tín đồ cộng lại biết bao nhiêu, không chỗ nơi dung chứa hết, lóng ngóng, lưng chưng, nhà cầm quyền dòm ngó, cấm đoán, lại vẽ ra bước lưu cư mới, gây thêm khó khăn, buồn khổ cho thầy mình. Người tín đồ đâu hiểu nổi Đức Thầy đã tiên báo đến ngày nay, biết Đức Thầy đâu mà thăm viếng, cho dù có đủ tiền của phương tiện, chỉ bằng theo cách Đức Thầy chỉ dạy, vừa hợp pháp vô vi, không mất thời gian, không gây nguy hiểm, vừa hành pháp bố thí, lợi mình, lợi người, và quan trọng nhất, thỏa lòng, thỏa nguyện nhất là được thầy chứng cho. Ha ha ha,